Câu hỏi của chị Lâm Trần Bảo Trân ở phường 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chị hỏi là trồng rau diện tích nhỏ trên sân thượng hoặc là lan can thì cần chuẩn bị những gì? Câu hỏi này xin nhờ tiến sĩ Nghĩa phân tích rõ và cụ thể để hướng dẫn cho chị Trân ạ. Là thưa chị Trân và bà con trồng rau ở đô thị hiện nay thì đứng trước cái vấn đề là cần phải có rau an toàn, thì đa số các hộ đô thị thích được trồng rau ở trên mình, có thể là trên sân thượng, có thể ở hành lang cũng được. Thế và bà con thích thế. Và hai nữa là nhất trong cái bối cảnh mà dịch mà chúng ta giãn cách như thế này thì việc trồng rau cũng hết sức quan trọng. Để mà tự thì thường là trồng rau ở đô thị đấy, thì bà con có thể là chúng ta sẽ sử dụng những hộp xốp nó đựng đồ vật hay là đựng trái cây hay đựng gì chúng ta đựng vào hộp xốp. Thế có người mà không có hộp xốp thì chúng ta ra chúng ta mua những cái khay, những cái dụng cụ người ta bán sẵn ở cái đường Thành Thái ấy, nhiều lắm. Nhưng mà thường là tận dụng những hộp xốp thì tốt hơn. Thế có hộp xốp rồi thì bà con chúng ta, anh chị em chúng ta lại phải có cái đất sạch. Mà cái đất sạch cái khái niệm là đừng tin vào cái chữ mà người ta đè là đất sạch và người ta mình cứ thế là mình trồng. Mà đất sạch đúng ra thì tiêu chuẩn của nó anh phải đăng ký là không có vi sinh vật gây bệnh, không có kim loại nặng. Đó, những phần đấy mà hai cái quan trọng nhất để mà chúng ta đánh giá. Thế thì mới gọi là đất sạch, chứ đất mà vét ở dưới cống lên rồi làm các thứ họ đấy mà cái những cái giá thể mà nó không đúng thì cũng không gọi đất sạch. Mà bà con tin vào đấy bà con trồng thì nhiều khi lại mang họa vào thân, bởi vì cái đất ấy nó không sạch thì nó tích cái kim loại nặng, tích những vi sinh vật gây bệnh vào, làm cho mình vào rau mình ăn. Mà đất sạch thì đúng nghĩa là nó phải không có vi sinh vật gây bệnh, không có kim loại nặng, rồi hàm lượng nitrat mà không còn tồn dư nhiều đó, và không có tồn dư những loại thuốc bảo vệ thực vật, bốn loại ấy mà cần. Nhưng mà quan trọng là kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh. Nếu mà họ có đăng ký tiêu chuẩn đấy mà bên cơ quan chức năng là Sở Nông nghiệp họ kiểm tra, họ có đăng ký hợp chuẩn hợp quy thì mới được. Chứ còn bây giờ là cái phần quản lý đấy, chúng ta cũng còn hơi bất cập. Chúng ta cứ để cứ đất sạch là bà con mua, nhiều khi bà con hiểu sai đi. Thế sau khi bà con mua đất sạch cái rồi, bà con về trồng ấy thì lại phải mua hạt giống. Hạt giống thì có thể là nếu muốn ăn nhanh ấy thì bà con sẽ mua những hạt giống rau ăn lá rồi rau thơm bà con về trồng. Thế còn nếu mà anh trồng trồng nhiều ấy thì chúng ta sẽ có một cái khay để chúng ta gọi là gieo hạt lên đấy rồi chúng ta sẽ khi nó mọc được rồi thì nó chuyển cái vào trong cái chậu mà chúng ta để canh tác để mà ăn. Đấy thì sau khi như thế thì tùy theo, còn cái chúng ta mà sân thượng rộng mà được ấy, thì chúng ta sẽ trồng rau ăn trái. Rau ăn trái thì có thể là cà chua, có thể là khổ qua, có thể là dưa leo, có thể là cà tím, ớt. Đấy, tất cả những đấy thì gọi là rau ăn trái. Rau ăn trái thì thời gian nó dài hơn và chúng ta phải chia là cái giai đoạn là giai đoạn mà nó sinh trưởng, sinh dưỡng. Xong sau khi chuyên ấy thì chúng ta phải biết tỉa ngọn, tỉa cành để cho đất tập trung là nó ra hoa. Nó ra hoa rồi thì bắt đầu nó có rồi thì ta bón phân để ta nuôi trái. Cái việc bón phân thì rất cần phân bón lá. À quên, phân bón để cho rau ăn lá ấy, thì chúng ta chú ý có hàm lượng nó đạm nó cao hơn, còn kali với lân thì vừa phải. Nhưng mà cái giai đoạn cưới thì cuối thì chúng ta cũng bón thêm kali một chút để cho chất lượng nó ngon hơn. Thế ngoài ra cũng có thể là chúng ta sẽ xịt thêm phân bón lá. Bên này thì lát nữa kỹ sư Hải sẽ bổ sung cái phân bón lá của bệnh viện Mê Công rất tốt. Và những loại thuốc phải là thuốc sinh học, nghĩa là nó không hóa học, nó không độc, vì mình ăn làm cho mình mà mình ăn mà, thì mình phải là những thuốc sinh học ấy. Rồi những cái thuốc rồi những loại phân hữu cơ của đá như là lúc nãy nói là axit humic, axit fumic và một số amino axit hay là những loại vi lượng quý đấy, thì chúng ta làm cho cái chất lượng rau tốt hơn, ngon hơn. Thì bà con chú ý cái phần rau ăn trái thì chúng ta phải chia làm hai giai đoạn cho nó sinh trưởng sinh thực và sinh trưởng dinh dưỡng nó tốt, cành tốt lá, còn sinh trưởng sinh thực là bắt đầu ra hoa nuôi trái và bắt đầu chúng ta phải chăm sóc. Thế còn về một số sâu bệnh ấy, thì bà con nên sử dụng cái thuốc sinh học và một số cái dạng có thể là cái giấy vàng
giấy xanh mà có phết để dán thì cũng giảm cái lượng dùng thuốc đi, mà để đấy nó sẽ lao vào những tấm giấy nó chết, mà không phải xịt thuốc. Mà có thuốc thì chúng ta xịt những thuốc sinh học thôi, thì có thể xịt 2-3 ngày xong rồi ta ăn được rồi vì nó không độc. Đó, đấy là rau của chúng ta. Thế còn nó ít ấy, thì chúng ta chịu khó bắt sâu quá, thì chúng ta chỉ xịt những loại phân bón lá cho tăng thêm chất lượng của rau thôi. Vậy đó.